Thưa quý vị, có một sự kiện hết sức quan trọng, đó là một cái nhân vật bí ẩn đã xuất hiện ở Đại sứ quán Trung Quốc, đưa cho Trung Quốc một cái mật thư. Theo đó, vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 1990, một cán bộ họ Hoàng của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã xuất hiện trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ông Hoàng đã nói với một nhân viên tiếp đón của Đại sứ quán Trung Quốc rằng ông ta có việc rất gấp cần gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Lập tức, Đại sứ Trung Quốc họ Trương đã tiếp ông này tại phòng khách của sứ quán. Vì Đại sứ họ Trương là người thạo tiếng Việt nên hai người nói chuyện riêng không cần phiên dịch. Theo đó, ông Hoàng nói: "Nhà tôi ở gần nhà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tối ngày 13 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cho xe đến nhà tôi, đón tôi đến để nói chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh một tiếng đồng hồ." Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói, ông vốn dĩ muốn một lần nữa được gặp lại Đại sứ Trung Quốc, nhưng Bộ Ngoại giao không cho phép, nói là không cần thiết. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhờ tôi đến gặp Đại sứ Trương, thì nhắn bằng miệng tới Đại sứ Trương những cái đoạn đó. Được biết khi đó, ông Hoàng đã lấy ra từ túi áo một cái mảnh giấy viết thu thập rất nhỏ, đó là bức thư bí mật. Đồng thời, ông Hoàng đã giải thích với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội rằng những cái điều ghi lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã được Tổng Bí thư soát lại, không có gì sai. Được biết sau này, bức thư công bố cho biết tháng 10 năm ngoái, đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hàn, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã chuyển tới tôi lời hỏi thăm của đồng chí Đặng Tiểu Bình và lời nhắn miệng nói đồng chí ấy hy vọng trong những năm đồng chí ấy còn sống, mong được nhìn thấy quan hệ Trung Quốc và Việt Nam được bình thường hóa. Theo Nguyễn Văn Linh, tôi rất hoan nghênh những cái điều vừa kể. Cũng vậy, tôi tha thiết mong muốn trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư của tôi, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 có thể khôi phục lại cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, để có thể từ Đại hội 7 sắp họp sẽ bắt đầu một cái giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Trong thư, ông Nguyễn Văn Linh viết: "Làm được việc này, tôi mới xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân Việt Nam và các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho cá nhân tôi." Theo Nguyễn Văn Linh báo cáo với Đại sứ Trung Quốc, sở dĩ cái vấn đề Campuchia trở ngại là do cãi nhau mãi chưa giải quyết được, do Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, luôn luôn làm chệch hướng trong vấn đề này. Theo Nguyễn Văn Linh, tôi cho rằng hiện nay lãnh đạo hai nước cần phải bàn bạc trực tiếp, đi sâu nhằm thanh toán hết mọi hiểu lầm, loại bỏ sự can thiệp của Nguyễn Cơ Thạch cũng như Bộ Ngoại giao. Nguyễn Văn Linh cho biết, tôi tin rằng những người cộng sản chân chính của hai đất nước đều xuất phát từ hy vọng thiết tha bảo vệ chủ nghĩa xã hội và khôi phục tình hữu nghị trong sáng, chân thành giữa Việt Nam và Trung Quốc. Còn về vấn đề Campuchia, ông Nguyễn Văn Linh hứa nhất định sẽ giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu các đồng chí Trung Quốc có một mối quan điểm như vậy, thì đề nghị gửi một cái lời mời nội bộ, tôi sẽ bí mật đi sang Trung Quốc. Chưa hết, ông Nguyễn Văn Linh còn bày tỏ, để việc thảo luận được tiến hành chắc chắn, tin cậy, sau khi về nước, tôi có thể thuyết phục có hiệu quả đối với tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và tốt nhất có hai đồng chí Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng sẽ cùng tôi đi sang Trung Quốc. Chưa hết, thưa quý vị, theo Nguyễn Văn Linh, điểm xuất phát của tôi yêu cầu thăm Trung Quốc nội bộ là để đích thân tôi thâm nhập để nghe những ý kiến của các đồng chí Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, và cũng để các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đích thân thâm nhập, hiểu rõ cá nhân tôi nhiều hơn, để hai bên cùng nhau thành khẩn tìm ra một cái phương án giải quyết tốt nhất một loạt các vấn đề bất đồng, trước hết là vấn đề Campuchia và vấn đề loại bỏ Nguyễn Cơ Thạch. Trước mắt tôi có những khó khăn nhất định, nhưng tôi, tức Nguyễn Văn Linh, có một cái niềm tin sâu sắc, đó là nếu được các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ và giúp đỡ, chắc chắn tôi tiếp tục đi theo đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuận lợi tiến chắc tới mục tiêu trên phương diện xây dựng tình hữu nghị Việt Trung tốt đẹp hơn,
bảo vệ thành quả chủ nghĩa xã hội và lợi ích của cách mạng Trung. Theo tác giả Lý Quang Sơn, nhân vật Đỗ Mười Và mà Nguyễn Văn Linh nhắc tới khi đó giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, còn ông Phạm Văn Đồng lúc đó là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Khi nhân vật họ Hoàng là người cầm thư của Nguyễn Văn Linh đưa cho Đại ý Trung Quốc giải thích, ông có hiểu ý của Tổng Bí thư, đó là tất cả mọi cái bế tắc trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giải quyết cái vấn đề Campuchia, khôi phục quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đã bị cản trở bởi Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Bởi thế Tổng Bí thư muốn đi vòng qua Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao Việt Nam, bởi vì do Nguyễn Cơ Thạch trong tư cách Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng là cái lãnh đạo cao cấp Việt Nam-Trung Quốc gặp nhau sẽ không được Bộ Ngoại giao Việt Nam chấp thuận. Sau khi bàn bạc quyết định vấn đề, lúc đó chắc chắn Tổng Bí thư thế lấy quyền Tổng Bí thư ra lệnh cho Bộ Ngoại giao phải thực hiện và chấp hành. Được biết sau khi gặp gỡ xong, Đại sứ Trung Quốc đã giao cho người tiễn ông Hoàng. Và việc đầu tiên đó là Đại sứ Trung Quốc lập tức báo cáo về Bắc Kinh, thông báo các ý kiến của Nguyễn Văn Linh nhờ người tên là Hoàng chuyển giúp. Nhưng đồng thời Đại sứ Trung Quốc cần phải thẩm tra, xem xét một cái vấn đề, đó là Đại sứ quán Trung Quốc có nên đề xuất với trong nước, tức ở Bắc Kinh, quan điểm cũng như kiến nghị của mình hay không. Theo tác giả Lý Quang Sơn, một cái chỗ khó là bên nhà, tức lãnh đạo Bắc Kinh, vừa mới trả lời rõ ràng các yêu cầu đi thăm bí mật Trung Quốc của Nguyễn Văn Linh, đã đòi hỏi phía Việt Nam trước tiên phải giải quyết dứt điểm vấn đề rút quân khỏi Campuchia và xúc tiến việc thành lập một cái cơ quan liên hợp giữa các bên đối lập ở Campuchia. Phải giải quyết được những cái việc cụ thể như vậy thì lãnh đạo Trung Quốc mới thu xếp một cuộc gặp cho Nguyễn Văn Linh. Đó là lý do Đại sứ Trung Quốc Trương Minh Đức cho rằng trong cái tình hình như vậy, nếu lặp lại ý kiến ở bên nhà thì coi như không nêu ra kiến nghị nữa, nhưng nếu đưa ra kiến nghị thì khác với ý kiến bên nhà thì liệu có bị hiểu nhầm là cố tình đi ngược lại chủ trương của ban lãnh đạo Trung Quốc hay không. Và đó là lý do theo tác giả Lý Quang Sơn, đại sứ họ Trương đã gọi tôi và hai bí thư thứ nhất để cùng bàn bạc. Qua thảo luận, Đại sứ Trường nói với chúng tôi, nhất trí cho rằng chức trách của Đại sứ quán là đứng gác cho trong nước và nhiệm vụ ở hải ngoại là làm tốt việc tham mưu. Và phúc đáp lần trước của trong nước rõ ràng là đúng. Nhưng hiện giờ xuất hiện một cái tình tiết mới, đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh muốn đi bí mật để vòng qua sự theo dõi của Nguyễn Cơ Thạch, để hai bên có thể tiến hành bàn bạc một cách chân thành, có tính chất thực chất hơn giữa lãnh đạo hai nước. Đó là lý do Đại sứ Trung Quốc thấy rằng cần phải căn cứ tình hình mới và mạnh dạn nêu ý kiến mới. Thế là Đại sứ họ Trương trịnh trọng kiến nghị Bắc Kinh cần xem xét việc để cho Nguyễn Văn Linh tới thăm Trung Quốc trong tinh thần nội bộ. Thưa quý vị, để làm được việc đó, Đại sứ Trung Quốc đêm ngày 19 tháng 8 nhận được một sự trả lời từ Bắc Kinh. Theo đó Bắc Kinh chỉ thị cho Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội tìm cách tránh Bộ Ngoại giao Việt Nam mà phải gặp một người tin cậy bên cạnh Nguyễn Văn Linh, và đề xuất Đại sứ muốn sớm gặp riêng Tổng Bí thư để trực tiếp hiểu được ý đồ thực sự của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có thực lòng hay không, và có kết quả gì phải lập tức báo cáo về nước này. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và vượt trên tất cả các nhiệm vụ khác. Nhưng chẳng nói ai cũng rõ cái mức độ khó khăn của công việc này. Và lập tức 8 giờ sáng ngày 20, Đại sứ Trung Quốc đã triệu tập một cái cuộc họp mở rộng Đảng ủy sứ quán, nghiên cứu cách thể hiện chỉ thị của trong nước, nhưng chẳng ai để ý hay đề ra được một cái kế sách hay nào. Bởi vì những cái lãnh đạo ở Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trong suốt năm 1980, khi đó Việt Nam luôn luôn coi trọng Trung Quốc
là kẻ thù trực tiếp nhất, nguy hiểm nhất. Khi đó các phương tiện truyền thông, đó là báo chí, đài phát thanh, truyền hình, đều phát đi những nội dung chống Trung Quốc một cách kịch liệt. Trong các buổi chiêu đãi và mọi nghi thức ngoại giao, thì bất kỳ quan chức Việt Nam nào cũng không dám nói chuyện với quan chức ngoại giao của Trung Quốc. Trong tình hình như vậy, chưa nói tới cái việc chẳng có cách nào để thể có thể tìm gặp người tin cậy của Nguyễn Văn Linh, mà ngay cả những chuyện ai là người tin cậy của Nguyễn Văn Linh cũng không ai biết cả. Trong cái lúc đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội không tìm ra một cái manh mối nào, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện. Đó là ngày 6 tháng 6, tức là sau hôm Nguyễn Văn Linh gặp đại sứ Trung Quốc, người đó là đại tướng Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có một cuộc gặp riêng và mời cơm đại sứ họ Trương. Ngoài cái việc giải thích thêm tinh thần câu chuyện của Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh còn nói không ít những lời đậm tình hữu nghị với Trung Quốc. Đó là lý do ban lãnh đạo Đại sứ quán Trung Quốc Hà Nội cũng như đại sứ Trương Anh Đức đã quyết định sử dụng kênh thông tin qua Lê Đức Anh và Bộ Quốc phòng để thăm dò phản ứng. Lập tức, đại sứ Trung Quốc đã chỉ thị cho tùy viên quân sự sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội là Thượng tá Triệu Nhuệ lập tức hành động. Và thưa quý vị, quả nhiên, đại tướng Lê Đức Anh tỏ ra rất vui lòng được gặp đại sứ Trung Quốc. Và 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8, đại sứ Trương đi một chiếc xe con không cắm quốc kỳ Trung Quốc đến Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại đây Lê Đức Anh đã có mặt, thân mật bắt tay ôm vai đại sứ họ Trương và nói đại sứ muốn gặp ông Lê Đức Anh lúc này hay lúc nào thì Lê Đức Anh luôn luôn hoan nghênh. Lập tức đại sứ Trương đi thẳng ngay vào cái vấn đề, tóm tắt lại mọi câu chuyện hôm trước mà ông Hoàng Nhật Tân truyền tới đại sứ Trung Quốc những cái lời chân thành của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngỏ ý bản thân đại sứ rất muốn trực tiếp nghe ý kiến của Tổng Bí thư, hy vọng Lê Đức Anh là một cái cầu nối liên hệ giúp. Lập tức Lê Đức Anh bày tỏ sẽ làm ngay. Và thưa quý vị, được biết sau này Lê Đức Anh giữ những chức vụ quan trọng là chủ tịch nước nhưng vẫn có một cái ủy quyền khuynh loát chính trường Việt Nam bởi sự tác động cũng như giúp đỡ của Trung Quốc. Thưa quý vị, ngày chiều hôm ấy, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng ông Vũ Xuân Vinh đã khẩn cấp hẹn gặp lại tùy viên Đại sứ quán Trung Quốc Triệu Nhuệ tại Hà Nội và báo cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý hội kiến Đại sứ Trung Quốc vào 7 giờ 30 tối tại nhà khách Bộ Quốc phòng. Hai bên đều không mang theo phiên dịch riêng, kiến nghị Đại sứ quán Trung Quốc đi xe khác không cắm quốc kỳ. Đồng thời Cục trưởng Cục Đối ngoại Việt Nam Vũ Xuân Vinh còn nói việc này chỉ có ông và trưởng phòng Vũ Tần của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam biết, còn những người khác tuyệt đối không biết. Thưa quý vị, đó là một cái cuộc hẹn bí mật tại Tổng Hành dinh của Bộ Quốc phòng. Sau khi về sứ quán, lập tức tùy viên Triệu Nhuệ đã báo cáo với đại sứ Trương Đức Duy. Thưa quý vị, theo tác giả Lý Quang Sơn, có những sự kiện không hẹn mà gặp. Vợ chồng đại sứ Trương vốn hôm đó đã có một cái bữa cơm hẹn tiếp khách, đó là vợ chồng đại sứ Malaysia tại Hà Nội. Trước đó đã có gửi thiệp mời, và để không thất lễ mà lại có thể đảm bảo đúng giờ đi gặp Nguyễn Văn Linh, đại sứ quyết định giả vờ ốm để tôi, tức ông Lý Quang Sơn, cùng với phu nhân tiếp đại sứ tiếp khách dùng cơm. Và tới hôm ấy vợ chồng đại sứ Malaysia đúng giờ đến đại sứ quán. Sau khi bước vào phòng khách, thấy đại sứ họ Trương có vẻ thiểu não, đang ngồi trên ghế, được người phiên dịch và nhân viên tiếp tân dìu đứng dậy, mệt nhọc nói: "Xin chào đại sứ và phu nhân, rất xin lỗi các ngài, là cái bệnh đau đầu của tôi nó lại tái phát, làm cho tôi có cảm giác nhức đầu và buồn nôn. Vì thế tôi chỉ có thể tiếp các ngài một lúc thôi ạ." Và ông Lý tham tán chính trị của đại sứ quán và phu nhân của tôi, tức phu nhân của đại sứ sẽ tiếp cơm đại sứ và phu nhân Malaysia. Được biết nghe nói vậy, đại sứ Malaysia rất cảm động. Ông này nói: "Ngài đại sứ đang đau ốm mà vẫn ra đón khách, chúng tôi thật lòng không phải với ngài.
xin mời đại sứ hãy về nghỉ ngơi, chúc ngài sớm bình phục. Thưa quý vị, nói đoạn, thân trình đại sứ Malaysia đã dìu đại sứ Trung Quốc đứng dậy, hai người bắt tay tạm biệt. Xong thưa quý vị, vừa ra khỏi phòng khách, đại sứ Trung Quốc đã rảo bước lên một chiếc xe đã chờ sẵn ở trong sân. Và lập tức chiếc xe Toyota màu đẹp phóng tận tới Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Thưa quý vị, về cái cuộc gặp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bí ngập gặp đại sứ Trung Quốc tại Tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Được biết, khi đại sứ Trung Quốc gặp ông Nguyễn Văn Linh, thì trước tiên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khẳng định rằng ông đã nhờ ông Hoàng Nhật Tân, là con trai của ông Hoàng Văn Hoàn, truyền lời nhắn tới đại sứ Trung Quốc. Nội dung cũng chính xác, không có gì sai cả. Ông Nguyễn Văn Linh nói, bản thân ông từ trước đến nay đều cho rằng Việt Nam cần phải giữ quan hệ tốt với Trung Quốc. Và năm 1976, tại đại hội lần thứ tư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì ông Nguyễn Văn Linh không đồng ý với một số biện pháp đang làm xấu mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc của Lê Duẩn, nên hồi ấy Nguyễn Văn Linh đã bị Lê Duẩn lên án là hữu khuynh. Và đó là lý do năm 1982, tại đại hội năm, Nguyễn Văn Linh lại chủ trương trong cái giai đoạn hiện nay, Việt Nam nên cho phép đồng thời tồn tại nhiều thành phần kinh tế và không đồng ý với chính sách chống Trung Quốc mà đã bị chèn ép ra khỏi Bộ Chính trị. Theo Nguyễn Văn Linh cho biết, hồi ấy ông rất khó hiểu tại sao Lê Duẩn lại áp dụng cái thái độ như vậy với Trung Quốc. Bởi vì theo Nguyễn Văn Linh nói với đại sứ Trung Quốc rằng nếu Bác Hồ còn sống thì nhất định không xuất hiện những cái chuyện kỳ quặc như Lê Duẩn đã làm. Ngoài ra, Nguyễn Văn Linh còn nói với đại sứ Trung Quốc chính sách của Việt Nam đối xử với Hoa Kiều và làm cho người Hoa bị đuổi khỏi Việt Nam là một cái sai lầm. Bởi vì theo Nguyễn Văn Linh đánh giá, Hoa Kiều và người Hoa có những cái thành tích đóng góp quý báu cho cách mạng Việt Nam. Sau khi chiến thắng, Việt Nam lại có thái độ phản bội, kỳ thị họ, xua đuổi họ. Thật là một cái điều không có tình, có lý của Lê Duẩn. Chưa hết, thưa quý vị, Nguyễn Văn Linh còn nói tiếp với đại sứ Trung Quốc Nguyễn Đức Duy. Năm 1986, sau khi nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi, tức Nguyễn Văn Linh, đã có những cái quyết tâm vượt qua mọi sức cản, từng bước uốn nắn các cái quan hệ sai lầm trước đây, với cái mục đích khôi phục mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Trước hết là thuyết phục bằng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kiến nghị với Quốc hội cần phải xóa bỏ ngay các cái nội dung liên quan tới chống Trung Quốc viết trong Hiến pháp năm 1980. Tiếp đó, Nguyễn Văn Linh lại làm các cái công việc trong nhiều mặt và cuối cùng quyết định được việc Việt Nam rút quân ra khỏi Campuchia. Nguyễn Văn Linh nói với đại sứ Trung Quốc rằng trong tình hình quốc tế hiện nay, đối với Việt Nam chúng tôi, việc xây dựng và phát triển tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác với Trung Quốc, một trung tâm của các nước xã hội chủ nghĩa kiên cường, rõ ràng là một cái nhiệm vụ quan trọng và bức thiết. Bởi vậy, theo Nguyễn Văn Linh, ông có một cái nguyện vọng lớn nhất là thực hiện được cái việc bình thường hóa và mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trước Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 1991. Đây là một việc lớn, sẽ làm phấn chấn lòng người. Nhưng để quyết định một cái nhân sự cho Đại hội Đảng 7 thì phải gặp gỡ, hòa thuận với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Thưa quý vị, chưa hết, Nguyễn Văn Linh nói một mạch với đại sứ Trung Quốc khi đó chỉ biết ngồi lắng nghe. Về cái vấn đề Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói ông rất hiểu tính quan trọng và tình thế bức thiết của giải quyết vấn đề này. Theo Nguyễn Văn Linh nói với đại sứ Trung Quốc, lẽ ra Việt Nam và Trung Quốc thông qua con đường ngoại giao để có thể bàn bạc những cái vấn đề này là tốt nhất, suôn sẻ nhất. Nhưng Nguyễn Văn Linh nói thẳng với đại sứ Trung Quốc rằng do Nguyễn Cơ Thạch và Bộ Ngoại giao do ông ta đang nắm có ý đồ gây rối, do vậy cái hiện tượng đi cái con đường đi vào vấn đề này rất khó đi. Vì vậy, Nguyễn Văn Linh nói bản thân tôi phải đi Bắc Kinh trực tiếp hội kiến để hội đàm với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng để bàn bạc những cái phương án giải quyết tốt nhất. Theo Nguyễn Văn Linh, những cái vấn đề Campuchia
Nguyễn Cơ Thạch có một quan điểm không nhất trí với phần lớn các ủy viên Bộ Chính trị, bởi vì Nguyễn Cơ Thạch luôn luôn làm sai lệch công việc. Nguyễn Văn Linh còn nói với đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, những cái cuộc gặp cá nhân như cuộc gặp hôm nay với đại sứ họ Trương không nên diễn ra quá nhiều, vì có thể tình báo theo dõi. Và nếu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng mà mời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đi Trung Quốc, thì đề nghị của đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trực tiếp đề xuất với Bộ Ngoại giao Việt Nam ý định đồng thời gặp Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Chủ tịch nước Võ Chí Công. Đại sứ Trung Quốc sẽ trực tiếp liên lạc với Bộ Ngoại giao để chuyển những ý kiến của người lãnh đạo Trung Quốc, và làm như vậy thì Nguyễn Cơ Thạch sẽ ít nghi ngờ hơn. Và theo đó, đại sứ Trung Quốc đã cảm ơn Nguyễn Văn Linh đã tiếp và tỏ ý lập tức báo cáo về Bắc Kinh biết những cái nội dung buổi gặp hôm nay. Và thưa quý vị, lập tức ngày hôm sau, 28 tháng 8 năm 1990, đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nhận được chỉ thị từ Bắc Kinh yêu cầu đại sứ Trung Quốc chuyển lời tới Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng hoan nghênh đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười tiến hành thăm nội bộ Trung Quốc trong 2 ngày 3 và 4 tháng 9. Đồng thời hoan nghênh Cố tướng Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương ông Phạm Văn Đồng đi cùng. Theo đó, hiện thời cơ giải quyết chính trị vấn đề Campuchia đã chín muồi. Hai bên Việt Nam và Trung Quốc cần thiết phải cùng nhau cố gắng xúc tiến để giải quyết thật nhanh các cái vấn đề này, càng sớm càng tốt, để thực hiện việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Hơn thế nữa, do Á vận hội sắp diễn ra tại Bắc Kinh, vì để tiện và giữ bí mật, do đó hội nghị của hội đàm sẽ được thu xếp tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Thưa quý vị, đại sứ Trung Quốc Dương Đức Duy, xin lỗi, Trương Đức Duy, đã lập tức họp hội nghị mở rộng Đảng ủy Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, nghiên cứu tìm cách nhanh chóng truyền thông tin quan trọng của Bắc Kinh tới ông Nguyễn Văn Linh. Vì nhờ đã có kinh nghiệm những lần trước, nên lần này mọi người ít nhiều đã có chút vững tâm, quyết định vẫn cứ để ủy viên quân sự Trị Nguyện liên hệ với Bộ Quốc phòng. Và thế là 8 giờ sáng ngày hôm sau, tức ngày 29, một lần nữa đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy đã gặp ông Lê Đức Anh, đề nghị Lê Đức Anh giúp đỡ thu xếp để đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh những cái thông tin quan trọng đến từ Bắc Kinh. Thưa quý vị, một tiếng đồng hồ sau, lập tức trưởng phòng Vũ Tần thuộc Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hẹn gặp lại ủy viên quân sự Triệu Nhuệ, truyền đạt lời nhắn miệng của Lê Đức Anh, nói Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ấn định 4 giờ chiều ngày hôm nay sẽ cùng Chủ tịch Đỗ Mười tiếp đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy. Và để thể hiện cuộc hội kiến này đã được liên hệ qua kênh chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc chính thức nêu yêu cầu với Ban Đối ngoại Trung ương, nói rằng đại sứ Trương Đức Duy có việc khẩn cấp, hy vọng được hội kiến đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong cùng ngày. Thưa quý vị, căn cứ theo sự gợi ý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 1 giờ chiều ngày hôm đó, đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy đã gặp Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương lúc đó là Trịnh Ngọc Thái, nêu ra các yêu cầu vừa kể. Qua sự bố trí của Ban Đối ngoại Trung ương, 4 giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã hội kiến chính thức với đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy tại phòng khách của Văn phòng Trung ương. Đại sứ Trương Đức Duy đã chuyển lời tới ông Nguyễn Văn Linh và ông Đỗ Mười ý kiến của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng, chính thức mời hai đồng chí Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh sang thăm Trung Quốc trong một cái chuyến thăm nội bộ. Và được biết Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đều rất vui mừng nhận lời mời, đồng ý với cái thời gian địa điểm cuộc gặp gỡ cho Trung Quốc chuẩn bị đề xuất. Và hai ông Mười và Linh nói với đại sứ Trung Quốc rằng sẽ lập tức báo cáo Bộ Chính trị, nhanh chóng xác định danh sách nhân viên đi theo và bắt tay các công tác chuẩn bị.
Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn nói rằng nếu tình hình sức khỏe cho phép thì khả năng rất cao là đồng chí Phạm Văn Đồng, cựu Thủ tướng, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương sẽ nhận một cái lời mời cùng đi. Được biết sau khi về sứ quán, Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy lập tức báo cáo cho Bắc Kinh biết tình hình cuộc gặp vừa kể. Và ngày hôm sau 30, từ Bắc Kinh có một thông báo tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội biết rằng lãnh đạo Trung Quốc đã thu xếp một cái lịch trình đại thể, đó là ngày mùng 3 tháng 9, chuyên cơ Việt Nam sẽ rời Hà Nội 1 giờ trưa đến thành phố Thành Đô. Vào buổi chiều, lãnh đạo hai bên sẽ hội đàm. Buổi tối, phía Trung Quốc sẽ mở tiệc chiêu đãi. Sáng ngày hôm sau mùng 4 tháng 9, tiếp tục hội đàm. Buổi chiều, chuyên cơ Việt Nam sẽ rời Thành Đô ngay về nước. Sau khi thỉnh thị và được trong nước đồng ý, Đại sứ Trung Quốc sẽ cùng đáp chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam đi Thành Đô và tham gia trong quá trình hội đàm. Theo tác giả Lý Quang Sơn, sáng ngày 3 tháng 9, tôi đi xe của Đại sứ quán cùng với Đại sứ Trương Đức Duy đến sân bay quốc tế Nội Bài, vừa để tiễn Đại sứ Trung Quốc về nước, cũng là để tiễn đoàn đại biểu của ông Nguyễn Văn Linh sang thăm Trung Quốc. Được biết chuyến thăm đó phía Việt Nam có tất cả 15 người cùng đi. Ngoài Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, thì các cái nhân viên chủ yếu cùng đi có Chánh Văn phòng Trung ương, Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Hoàng Bích Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao ông Đinh Nho Liêm, Ủy viên Trung ương Đảng. Còn lại các nhân viên công tác. Được biết khi Đại sứ Trương Đức Duy cùng xe tới gần sân bay thì thấy một chiếc xe con kiểu bình thường màu đen chạy sau xe chúng tôi. Khi chúng tôi ngoảnh lại, vì xe không treo mền cửa nên có thể thấy rõ người ngồi bên trong, đó là ông Nguyễn Văn Linh. Bên cạnh người lái xe có một cán bộ bảo vệ. Có thể thấy Nguyễn Văn Linh vẫn giữ một cái tác phong giản dị như thể của Hồ Chí Minh. Theo tác giả Lý Quang Sơn, xe của chúng tôi lập tức chạy chậm lại nhường đường cho xe Nguyễn Văn Linh. Tại sân bay, không làm bất kỳ một lễ nghi nào, đoàn Nguyễn Văn Linh và Đại sứ Trương lên máy bay là xong. Chuyên cơ liền cất cánh. Sau khi từ Thành Đô trở về, Đại sứ Trương Đức Duy cho hay cuộc gặp đạo lãnh đạo hai nước chủ yếu thảo luận các cách giải quyết chính trị vấn đề Campuchia và khôi phục quan hệ bình thường hóa Việt Nam-Trung Quốc. Còn cái vấn đề Campuchia thì hai bên cho biết chú trọng giải quyết về thành viên Ủy ban Tối cao Cơ quan Quyền lực Lâm thời tại Campuchia, tức là một cái phương án phân phối quyền lực sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Trong khi Trung Quốc đề nghị ủy ban này gồm có 13 thành viên, ngoài cựu vương Sihanouk làm chủ tịch, chính quyền Phnom Penh cử ra 6 đại biểu, phía lực lượng chống đối gồm 3 thành phần, Campuchia Dân Chủ, tức Khmer Đỏ, Ranarit và Son San, mỗi phái 2 đại biểu, tổng cộng là 6 đại biểu. Trong khi đó Nguyễn Văn Đình tỏ ý có thể tiếp thu phương án này của phía Trung Quốc. Riêng Đỗ Mười cho rằng bản thân Sihanouk cũng được thuộc lực lượng chống đối. Như vậy tỷ lệ hai con số là 6 và 7. Phía lực lượng chống đối nhiều hơn một ghế. Đỗ Mười dự đoán chính quyền Phnom Penh khó tiếp thu phương án này. Theo Phạm Văn Đồng thì nói phương án của Trung Quốc đưa ra là không công bằng, lại cũng không hợp lý. Và cuối cùng phía Việt Nam đồng ý dựa vào phương án của Trung Quốc để làm công tác thuyết phục với chính phủ Hun Sen. Thưa quý vị, về cái mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thì hai bên Việt Nam và Trung Quốc đều tỏ ra có những cái thái độ nhìn về phía trước. Họ không ra lại các món nợ cũ với nhau. Đều biết lãnh đạo hai nước đều đồng ý dựa trên tinh thần kết thúc quá khứ, mở ra một tương lai để viết một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Thì kết thúc cuộc gặp lãnh đạo cao cấp tại hội nghị Thành Đô, hai bên đã ký kết biên bản hội đàm. Theo đó, Tổng Bí thư Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân, còn có một ý vị sâu xa trích dẫn hai câu thơ của Giang Vĩnh, nhà thơ đời Thanh, đó là đồ tận kiếp ba huynh đệ tại, tường kiến nhất tiếu mẫu ân kiều. Tạm dịch là qua kiếp nạn anh em còn đó, gặp nhau cười hết sạch ơn thù. Và tối hôm ấy, trong lễ chiêu đãi
Nguyễn Văn Linh đã xúc động viết bốn câu thơ: Huynh đệ chi giao số đại truyền, oán hận khoảnh khắc hóa vân niên, tái tương phùng thời tiếu nhan khai, thiên tài tình nghị hiệu trùng kiến. Thưa quý vị, trình độ của Nguyễn Văn Linh mà viết được những cái câu thơ bằng tiếng Trung Quốc như vậy, chứng tỏ Nguyễn Văn Linh là một cái người có mối quan hệ rất thâm sâu với Trung Quốc. Và để đảm bảo cuộc gặp gỡ thành công, được biết tỉnh ủy Tứ Xuyên và văn phòng đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc tổ chức cũng như chuẩn bị. Theo tác giả, nghe nói họ đã phải đưa đi nơi khác tất cả các cái khách của nhà khách Kim Ngưu để dành cái nơi này làm nơi đặc biệt để tiếp đón các quốc khách Việt Nam trong hai ngày hội đàm. Đồng thời, hai bên Trung Quốc và Việt Nam nhắc đi nhắc lại một cái điều, đó là cần phải giữ bí mật một cách tuyệt đối về cuộc hội đàm, không được tiết lộ ra ngoài. Và thưa quý vị, kết quả là một năm sau cuộc gặp gỡ bí mật tại Thành Đô, tháng 11 năm 1991, tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đỗ Mười và tân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ông Võ Văn Kiệt đã chính thức sang thăm Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã làm có thông cáo chung chính thức tuyên bố việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Tháng 2 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam lại một lần nữa ra tuyên bố chung, xác định một cái bộ khung phát triển mối quan hệ ngoại giao hai nước trong một cái thế kỷ mới, nói tóm tắt với khẩu hiệu 16 chữ vàng, đó là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Theo các cái quan chức và học giả Việt Nam nói, đó là 16 chữ vàng. Và đến tháng 7 và tháng 11 năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nhà nước Trung Quốc, Việt Nam đi thăm lẫn nhau. Và để làm phong phú hơn cái mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Trung Quốc trong cái nội hàm của 16 chữ vàng và không ngừng nâng cao mối quan hệ láng giềng hữu hảo và hợp tác toàn diện, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đưa cái mối quan hệ láng giềng hợp tác toàn diện lên mức độ mới, khiến cho hai đất nước Việt Nam và Trung Quốc trở thành những cái láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, và bắt đầu một cái thời kỳ mối quan hệ hữu hảo Việt Nam-Trung Quốc được đẩy lên một cái chặng đường mới, đó là bốn tốt. Và thưa quý vị, cái nội dung của Hội nghị Thành Đô nó chỉ có vậy mà thôi. Còn những cái trích dẫn của nhà báo Mạc Lâm, một biên tập viên của Đài Á Châu Tự Do có nêu ra, hoàn toàn sử dụng những cái trích dẫn được cho là của Tân Hoa Xã hay Nhân dân Việt báo. Thực tế nó chỉ là các cái thông tin từ một cái bài viết Hội nghị Thành Đô của tôi. Và thưa quý vị, tên tuổi của tôi gắn liền với cái sự kiện Hội nghị Thành Đô. Và thưa quý vị search cụm từ Hội nghị Thành Đô lập tức xuất hiện tên tác giả Kami. Đó chính là tôi, là người viết một cái vấn đề mang tính chất giả thuyết. Tôi xin khẳng định tôi không hoàn toàn bịa đặt xây dựng một cái thuyết âm mưu về cái việc Hội nghị Thành Đô tiến hành cái việc sáp nhập Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc. Và đó chỉ là những cái giả thiết của cá nhân tôi trước cái tình hình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Và đó là lý do kể từ năm 2010, tôi đã viết một cái bài viết để cảnh báo những cái dấu hiệu nguy hiểm Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một thuộc quốc của Trung Cộng. Và thưa quý vị, trong bài viết đó, phần đầu tôi đặt vấn đề, nhưng phần dưới thì tôi đã giải thích đó là một giả thiết. Quý vị có thể tìm đọc lại bài này, hiện nay hầu hết các cái trang web còn tồn tại những cái bài viết của tôi để quý vị hiểu. Hoàn toàn không có chuyện tôi bịa đặt ra những cái chuyện đó như cáo buộc của truyền thông nhà nước Việt Nam, mà đó là một cái sự thật. Tôi chỉ đưa ra những cái giả thiết để cảnh báo ban lãnh đạo Hà Nội phải thận trọng, hoàn toàn không có ý định tạo dựng. Nhưng thưa quý vị, những cái người làm truyền thông ở hải ngoại, họ đã quá vội vàng, họ đã quá sung sướng bởi mấy cái bản tin họ cho là chấn động toàn cầu. Và đó là lý do như quý vị đã biết, chỉ sau 30 phút bài viết của tôi xuất hiện trên mạng Internet, thì có những cái đài truyền hình ở hải ngoại đã lập một những cái bản tin breaking news
để nêu một cái hiện tượng tố cáo cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, nhân cái cơ hội này thì cũng nói để quý vị rõ hơn tại sao nói tới hội nghị Thành Đô là gắn với tên tuổi của cá nhân tôi dưới bút danh Kami. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV giải quyết cái nội dung của hội nghị Thành Đô, thực chất nó chỉ là những cái vấn đề Việt Nam cam kết với Trung Quốc cũng như thỏa thuận với Trung Quốc về cái vấn đề rút quân khỏi Campuchia và thành lập một cái chính phủ liên hiệp mới.